Xin kính chào quý anh chị, quý nhà đầu tư và các bạn đang xem kênh nhé. Hôm nay bên kênh em xin review đến quý vị, quý nhà đầu tư và quý bà con một lô đất rẫy sầu riêng và cà phê. Thưa quý vị, từ vị trí này quý vị ra đến cái xe em đầu đường nữa quý vị là đường nhựa quý vị, đường nhựa liên thôn. Và từ đó thì vào lô đất mình là ngay cổng đây này, và từ đây mình ra tới đường nhựa tầm 100m thưa quý vị, gần đến rồi, chưa đến rồi, vài chục mét. Và từ đây quý vị ra đến quốc lộ 14, quốc lộ 14A là 1,5 cây số thưa quý vị. Em ghi vùng mắt chính xác luôn quý vị nhé. Và em xin giới thiệu qua cái lô đất rẫy sầu riêng đây, khá là đẹp quý vị nhé. Và 500 cây cà phê hả em? Năm sau tầm cỡ 500 cây cà phê thưa quý vị, kinh doanh. Còn trên này là được 70 cây sầu riêng như thế này, lớn và nhỏ, nhỏ như thế này, này lớn như thế này. Trong lúc đó, trong đó là 35 cây sầu riêng to như thế này được thu, còn một số cây là bói thưa quý vị. Đất đai là bằng phẳng, đất đỏ ba gian thưa quý vị. Em sẽ quay cho quý vị xem cái đất này đó. Còn cái gốc sầu riêng này quý vị, đất đai thuộc Chư Bứ quý vị nhé. Từ đây quý vị về đến trung tâm thị trấn Nhân Hòa Chư Bứ rơi vào tầm cỡ 9 cây số. Còn đây quý vị về Pleiku rơi vào tầm 45 cây thưa quý vị. Với cái giá sang nhượng cho cái lô đất này là 9 sào, 70 cây sầu riêng lớn nhỏ và 500 cây cà phê, nhà cửa, điện, giếng đầy đủ là 1.350.000.000 đồng. Cái giá này là giá chủ đưa ra luôn nhé quý vị nhé, không thương lượng đâu, chỉ có bớt lọc thôi. Còn cà phê là đây thưa quý vị, đó, cà phê tơ quý vị mua là được thu hái cà phê này luôn đó. Cà phê khá là đẹp và sầu riêng cũng đẹp luôn quý vị nhé. Để em quay cho quý vị mình xem bao quát hết cái sầu riêng này, và em sẽ vào quay cho quý vị mình xem cái cà phê nha. Sầu riêng này là năm vừa rồi làm trái rồi quý vị nhé. Đọt đấy rồi đang đi này. Lá xanh bóng luôn quý vị nhé. Còn những cái sầu riêng này là sầu riêng nhỏ này. Đất thì đã rào trắng quanh vườn. Một căn nhà cấp 4. Sân phơi nhà đã được quý vị. Còn ra đây là cà phê, cà phê là cà phê tơ thôi quý vị nhé. Cà phê này là cà phê giống mới quý vị, trái to lắm, giống TR4 này. Cà phê đây thưa quý vị. Cái cây này sao nó vàng thế này, chắc có lẽ là thiếu phân rồi thưa quý vị. Đất đai là ranh giới rõ ràng. Quý vị anh chị nào quan tâm sản phẩm này thì xin liên hệ với kênh Bất Động Sản Người Tây Nguyên để đi xem đất nhé. Em là cộng tác viên của Người Tây Nguyên. Khá là đẹp. Trên vườn còn một số trụ tiêu và cây ăn trái khác như là mít, bơ. Đó, còn lại ít tiêu quý vị. Đây trước đây là vườn tiêu quý vị. Với giá sang nhượng là 1.350.000.000 đồng. Chỉ bớt lọc thôi, không thương lượng thưa quý vị. Quý vị xem cảm thấy được thì hãy alo cho công ty Bất Động Sản Người Tây Nguyên người xem. Cà chín này quý vị này, quý vị mua vào là không hái cà phê này luôn. Cà phê là toàn cà phê tơ thôi, nguồn thu cũng khá ổn định. Quý vị mua xong thu cái cà này có cái tiền tái canh cây trồng trong mùa tới, có cái tiền chăm sóc phân bón tới.
qua năm quý vị thu mua sầu riêng, thu sầu riêng, cà phê toàn là cà phê tơ. Đất đây là có pha sỏi, quay sẽ dưới này nó có pha sỏi quý vị. Đó. Hệ thống tưới đây quý vị. Vườn gia chủ có trồng chăm trong rồi đây này, cái mùa thu này thì không bao nhiêu, chỉ là cái cà phê và sầu riêng thôi. Quý vị mua một gia đình mua về đây làm nông nghiệp, ở đây được định cư, ở đây được quý vị nhé, gần đường nhựa liên thôn, cách tầm cỡ 100m ra quốc lộ 14, đúng chính xác 1,5 km di chuyển bằng đường nhựa thưa quý vị. Chủ bảo là đất là có hơn có dư, nhưng mà mình cứ tính trên sổ là 9 sào nha quý vị nhé. Tiêu. Bên này tiêu người ta làm rất đẹp quý vị. Trong này nha chủ có sen sầu riêng. Trong này sầu riêng trồng sen thì nó không được đẹp bằng, không thoáng bằng cái sầu riêng bên ngoài quý vị nhé. Rồi. Em quay thế cũng tổng quát hết cái vườn này. Quý vị anh chị nào quan tâm sản phẩm này thì xin liên hệ với kênh Bất Động Sản Người Tây Nguyên để được tư vấn thêm nhé. Ở đây em xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.